Hello tất cả anh chị em rất là thân mến. Đó thì hôm nay phải nói là khá rảnh luôn, đi xuống cội Hạ Mi chơi. Đó hôm nay thì hồi sáng có bán một cái con chè lửa đuôi 2002 và một cái con chè lửa bông. Thì nói chung là hai con đó là khách mua rồi nha mọi người nha, đã coi như là đã bán rồi. Đó còn bây giờ là sẽ lên cho anh chị em một cái con chim Hạ Mi. Đó chim này thì anh chị em yên tâm về nuôi hot nha, coi như là đứng hot banh áo lồng ra bập miệng là hot. Nói chung là nó rất là siêng miệng ha. Có cái tội là lông nó hơi cũ, cái đuôi nó hơi bị gãy cái phần lông đuôi nha. Đó, còn chim là không có bị tật lỗi gì hết. Đó, buổi sáng nay coi như là em đã test rồi. Đó, lấy ở dưới cổi ha. Để em dọn dọn cái chỗ này, em để nó lên trên này cho anh chị em mình cùng xem ha. Thì em sẽ báo giá trực tiếp cho anh chị em mình luôn ha. Rồi, giá rất là yêu thương luôn. Rồi, mẫu Hạ Mi hot nha. Chim này không có tật lỗi, để em kê nó lên trên này. Đây, đó thì bây giờ là hiện tại là bây giờ em đã mang về nhà em rồi nha. Chim này con này dạng như là hot đấu xòe nha, mắt móng mỏ thầy chân đầy đủ nè. Đó có cái tội là cái lông đuôi nó hơi cũ thôi nha. Rồi đó, cái con này thì chim này là có mùa rồi ha. Chim này có mùa rồi, không tật lỗi nè, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nè. Đó. Chỉ có cái lỗi là cái đuôi của nó cũ lông nè, đó nó xòe nè, nhưng mà nó bị gãy mấy cái cọng một bên rồi. Đó. Thì cũng không sao ha. Mình nuôi mình thay lông thì chuẩn bị mùa này nó cũng thay lông là nó cũng hết à. Rồi đó, thì cái con này thì xin thưa và cũng xin báo giá với anh chị em là cái con này là giá là 2,2 triệu nha mọi người nha, không bao ship nha, chim không có lồng nha. Đó, để bây giờ em để cái clip vô cho anh chị em mình cùng xem nè. Nó nằm ở dưới cội, nó chơi rất là, và nó là bập miệng là hot à. Thank you.
rất là siêng miệng nha mọi người nha, bật miệng là hot nha. Thank you.